Hello, xin chào các đồng chí, anh chị các bạn thân mến của Lê Minh. Không biết cái hồi nãy like nó bị giật, không nghe được cho nên Lê Minh like lại. Thì cái đề tài Lê Minh muốn like là hiện nay Lê Minh có theo dõi ở trên Facebook những cái nơi mà đấu trường rồi, mà một số anh chị em các bạn chia sẻ về cái bức hình mà ông Đoàn Ngọc Hải ông đi lên ông chụp. Bạn thấy ở những cái đấu trường đó, thì những cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước nó lợi dụng những cái hình ảnh này, nó tuyên truyền và nó xuyên tạc, nó chống phá Việt Nam, nó đổ lỗi cho một cơ chế. Thì theo như tôi về Việt Nam sống thì tôi thấy những cái môi trường sống ở Việt Nam, ở những cái vùng sâu vùng xa như thế này anh chị các bạn, nó là một cái chuyện bình thường thôi. Tại vì cái môi trường sống của những người ở vùng sâu vùng xa, tôi thấy họ họ sống họ tự tự công tự cung tự cầu và tự cấp, và họ không có họ không có cái kiểu mà lệ thuộc vào trong chính phủ. Ngay cả những cái giới trẻ, những cái đứa trẻ như vậy, nó rất là độc lập, nó cái môi trường sống của nó và cha mẹ anh em trong gia đình cũng vậy nữa. Tại vì hồi đó tôi về Việt Nam, tôi làm việc ở ở cái vùng gọi là Đồng Nai, Phú Lý, các bạn biết, dọc theo cái bờ hồ của cái đập Trị An á. Ở trong đó còn nhiều những cái vùng sâu vùng xa, những đứa trẻ trong đó nó cần cù lắm, tại vì cái môi trường sống mà các bạn phải thấy những cái điều này nó đâu có nói rằng là một cơ chế đổ lỗi cho một cơ chế được anh chị các bạn. Các bạn nên nhớ, nó chỉ nói lên là ông Hải ông có tấm lòng với những cái đứa trẻ này, và ông muốn giúp đỡ các em có cái cuộc sống nó tốt hơn về vật chất thôi. Dù dù có tôi nói cho bạn, dù lên cái lên vùng sâu vùng xa mà kiếm cách cải tổ vào đời sống của những người đứa trẻ này đó, nhưng mà khi các bạn đi về rồi đó, họ họ cũng trở lại cái cách sống của họ mà gọi là tự lập, tại họ quen rồi. Các bạn biết ở bên Mỹ, nếu mà nói về những cái đứa trẻ mà nghèo đó, những cái đứa trẻ mà nghèo, tôi cho anh chị các bạn biết, đây là những cái con số cả trên thế giới chứ không phải riêng gì thằng Mỹ. Những cái đứa trẻ nghèo bơ vơ và nó còn lạc lõng và còn khốn khổ trăm bề hơn ở Việt Nam đó. Các bạn biết vào trong những cái đấu trường xuyên tạc chống phá của tụi hải ngoại đó, như là mình thấy đại đa số là những thành phần đó tụi nó ở nước ngoài. Có cái thằng mà nó chia sẻ cái bài của ông Hải đó, các bạn biết cái thằng đó nó cũng ở bên Đức, và nó nhìn về Việt Nam thì nó xuyên tạc. Tôi hỏi nó ở bên xứ nước Đức cũng vậy thôi mà đời sống những đứa trẻ nghèo khổ bên đó nó còn vất vả trăm bề. Các bạn thấy Mỹ nó cũng vậy đó, Mỹ ở những cái vùng xa vùng ngoại ô, tôi nói chỉ các bạn biết những đứa trẻ nó còn rất là khổ mà hàng chính phủ nó cũng mặc kệ thôi. Đấy, đây là theo thống kê nè, các bạn thấy theo thống kê của Mỹ là 17 là 17% những đứa trẻ ở trên đất Mỹ, gần 12 triệu trẻ em trên nước Mỹ sống trong sự nghèo khổ. Các bạn thấy khủng chưa? Đâu phải là một cái cơ chế đâu, tại vì những cái vùng sâu vùng xa hàng chính phủ Mỹ nó đâu có đi tới đó để đặng mà nó bỏ tiền ra nó đô thị quá những cái vùng ở đâu. Có dịp nào tôi sẽ đi những cái vùng ngoại ô, tôi live stream để anh chị các bạn thấy. Tại vì ở bên này tôi đi công chuyện rất là nhiều, nhiều khi về những cái vùng ngoại ô, những cái thị trấn nó xa xôi ở những cái đô thị thành phố lớn của nước Mỹ, anh chị các bạn biết người dân ở đó họ sống họ còn thiếu thốn về vật chất, về tôi nói ngay cả về vấn đề internet cũng vậy, về vấn đề mạng cũng vậy. Và những cái đứa trẻ ở đó nó sống nó rất là hiền nha. Các bạn biết nó lam lũ, nó làm nông nghiệp, rồi nó phụ cha mẹ đi học về là ra ruộng ra đồng làm những cái công việc nông nông trại. Nó thấy thương lắm, nhiều đứa Mỹ cuộc sống của nó tại nó chấp nhận như vậy mà, nó đâu phải là do một cái thể chế đâu. Trong khi đó các bạn thấy những cái tụi xuyên tạc chống phá ở ở ở hải ngoại, tụi nó bới lông tìm vết, rạch lá tìm sâu ở Việt Nam, thì nó đem những cái câu chuyện như thế này.
các bạn thấy câu chuyện này hiện nay chia sẻ rất là nhiều trên cái không gian mạng hiện nay. Nó chia sẻ rất là nhiều ở những cái đấu trường. Đấy, nó cho rằng là Việt Nam cái thể chế đã đẩy những cái đứa trẻ này vào cuộc sống khốn khổ. Thật sự ra tôi nói cho các bạn biết, những đứa trẻ này ở Việt Nam, tôi tiếp cận với tụi nó, tôi biết nó có đời sống rất là thoải mái và vô tư, chứ không phải giống như bên Mỹ đâu. Nó vô tư lắm mà nó rất là dễ thương. Như ông Hải, ông đến đó ông làm từ thiện thì người ta đón nhận tấm lòng thôi. Và ông chụp tấm hình này khi ông bỏ lên mạng, tôi không biết ông có suy nghĩ như thế nào không. Thì đối với tôi cũng nhiều khi ông vô tình hay cố ý gì tôi cũng không biết. Ông có tấm lòng làm từ thiện, nhiều khi cái từ thiện của ông nó đặt chưa có đúng chỗ, thành ra bị cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lợi dụng. Các bạn biết, nó lợi dụng những cái bức ảnh như vậy và nó đưa lên những cái đấu trường. Các bạn thấy những cái đấu trường như thế này là nó lên án một chế độ. Nó cho rằng là những đứa trẻ này đang gánh trên vai những cái gánh nặng về kinh tế và đời sống xã hội vân vân vân, thì nó lại đổ lỗi cho cơ chế. Mà đại đa số những cái người mà họ phê phán lên án Việt Nam đó, là những người sống ở nước ngoài. Nó mới buồn cười. Các bạn thấy ngay cả cái thằng mà nó chia sẻ cái bài này, nó viết lên cái thằng này không phải là thằng này nữa, nó cái thằng mà nãy tôi quên tên, tôi có cập bi nó lại bắt đầu tụi nó chia sẻ ra rồi nó tuyên truyền, nó đổ lỗi. Các bạn thấy ở cái đất Mỹ này, chàng ơi, nhiều đứa trẻ nó còn thiếu thốn, vất vả. Nhiều khi chỉ nhìn nó bên ngoài về cái cách ăn, cách mặc, nhưng mà nó thiếu thốn trăm bề anh chị các bạn. Các bạn thấy cái số lượng những đứa trẻ mà nó sống trong nghèo khổ bên Mỹ đâu phải là một con số ít đâu. 12 triệu đứa trẻ sống trong một cái sự nghèo khó, vất vả và thiếu thốn. Các bạn thấy đâu phải riêng vì ở Việt Nam, đời sống xã hội muôn màu, muôn hình, muôn mặt, không có quốc gia nào mà không có sự nghèo khổ. Các bạn nhìn thấy những đứa trẻ bên Philippines đó còn tội nữa kìa. Nó đi ra nó lụm đồ ăn thừa thải về chế biến lại để mà ăn. Tôi nói nhìn về những cái quốc gia bên châu Phi nó còn khổ sở trăm bề nữa. Không lẽ là do một cái thể chế mình cứ đổ lỗi? Tại vì mỗi quốc gia người ta có cái cách họ làm ăn, hay là họ kinh doanh, hay là họ đầu tư như thế nào. Mình không thể nào mà đổ lỗi hết được. Mỗi quốc gia nó có cái nan đề của nó. Anh chị em các bạn thấy đó. Ở bên châu Phi nhiều đứa trẻ, các bạn thấy ngay cả người châu Phi cũng vậy, họ phải làm đất chế biến bùn để ăn cầm hơi. Nhiều đứa trẻ đó, nó thiếu thốn đu mọi thứ hết. Ok ai ơi, để anh mời ai ơi ha. Ai ơi gửi yêu cầu đi. Ai ơi gửi yêu cầu đi, anh mời ai ơi lên. Thì Lệ Minh lướt Facebook thấy những cái câu chuyện, cho nên mình cũng muốn chia sẻ để học hỏi lẫn nhau. Các bạn thấy ở trên cái không gian mạng này, những cái tụi chống phá đất nước nó ngày đêm nó xuyên tạc đủ thứ mọi kiểu cách hết.